Đây là một loại sô-cô-la có cái nhân bên trong khá là đặc biệt luôn. Đây là sô-cô-la nhân dụ nha các bạn. Lần đầu tiên mình biết được mà dụ có thể kết hợp với sô-cô-la luôn á. Hộp này mình mua với giá là 84.000. Mình điểm đâu đó thì tầm 12 chai. Ôi, mấy cái chai nó bị mớm méo hết các bạn. Và mình thấy ở đây nè, thì nó chảy cái mùi khá là khó chịu nha. Bằng thiết kế bao bì người ta làm cũng khá là đẹp á. Xin mời các bạn nhé. Sao kỳ vậy? Ở trong nó trống trơn các bạn ơi. Mình cứ tưởng bên trong đây nó sẽ có nhân chứ, ai dè nó trống rỗng à. Viên nào đó cũng vậy hết các bạn ơi, không có nhân nha. À, ở dưới đây nó có một cái lớp gì trắng trắng nè các bạn. Lúc mới ăn á, thì mình sẽ cảm nhận được cái vị ngọt nè, mùi thơm của cacao. Sau đó là tí cái mùi của lên men các bạn. Và cái mùi đó thì nó hơi chua chua và nó cũng thơm đó nha. Nhưng mà ăn một hồi á, thì mình cảm giác cái hậu vị nó đắng nha các bạn. Đắng cực kỳ luôn á. Ở đây thì còn cũng khá là nhiều nè. Bạn nào muốn lấy thì mình sẽ tặng cho. Ăn trải nghiệm nha.